Nè, ê, em ăn đi. Thằng chết nhát, sao số tao xui xẻo gặp may quay vậy? Hả? Ý trời đất ơi. Dựng xe lên cho tao. Có giỏi thì kêu thằng cha mày nó dựng. Mày dám đụng tới cha tao hả? Đừng mạnh lắm. Mày cha mày hả? Mày chết rồi, trời ơi, cái thùng kẹo của tôi. Đừng đứng lại. Mày đứng lại. Em không được đi. Em đền xe kem cho chị đi. Đổ hết rồi. Tụi nó làm, chứ không phải em làm đâu mà em đền. Nhưng mà em đánh tụi nó trước, em phải đền cho chị chứ. Em đâu có em tiền đâu. Chị. Không có xe kem này là nhà chị chết đói hết á. Bây giờ em hết tiền rồi. Vậy thì em phải dắt chị về nhà cơ ba mẹ em đền. Mau. Sao vậy? Xe kem của chị biết bao nhiêu rồi tiền. Em phải đền cho chị mau. Trước đi. Xui gì đâu á. Nè, sao bữa nay có tiền trả cho tôi chưa? Em mới gom được có 500 ngàn hả? Chị cho em thiếu lại 100 nha chị. Vài bữa nữa em có rồi em đưa cho chị nha. Không có hứa gì hết á. Tính giỡn mặt với tôi hả? Tôi nghe người ta nói dạo này cô làm ăn có tiền lắm mà. Không có đâu chị. Chị thấy không, em ngồi cả buổi trời mà có được một người khách nào đâu. Sao? Thôi đi, đừng có qua mặt tôi. Cô nói làm ăn không có khách hả? Trời ơi, coi nè. Không có khách mà đồ chất đóng như vậy nè. Nè, tôi nói cho nghe nha, bữa nay không trả đủ là không xong với tôi đâu đó. Chị ơi, chị làm ơn cho em để lại ít tiền để em còn đóng tiền điện, tiền nước nữa chị. Em mà không đóng là người ta cướp điện nước nhà em hết. Thôi đi, cô hay quá. Giờ có tiền đóng cho tôi không? Thôi chị cho em nợ lại đi. Chừng nào em có rồi em đưa cho chị. Trời, cô nó dai quá. Rồi giờ có đưa cho tôi không? Không đưa là không được với tôi đâu đó. Chị cho em nợ đi, vài bữa nữa em đưa. Nợ cái gì? Tiền của tôi á, mà tới tháng không trả cho tôi á, còn nợ là sao? Ơi, nè. Trời, gì vậy? Trời, không phải chuyện của anh. Anh làm ơn đi chỗ khác chơi. Bà làm ơn bà nhìn kỹ cái mặt của tôi nha. Đẹp trai. Cảm ơn. Bà biết cô ấy là ai của tôi không? Là ai? Bồ của tôi á. Trời. Bà nè, bồ cô ấy thiếu tiền của bà hả? Ờ. Thiếu nhiêu à? 3 triệu, cộng 600 ngàn tiền lời. Tính sao? Trời ơi, tưởng nhiều lắm. Có nhiều đó thôi phải không? Ừ. Nè em, thiếu tiền sao không chịu nói anh gì hết trơn vậy? Anh trả cho nhầm nhò gì. Trời ơi. Nè, 3, 4, 5, hey. 6. Cầm đi. Tiền lời thôi hả? Chứ gì nữa. Tiền vốn không trả. Từ từ. Từ đây sắp tới là không được làm phiền bầu tôi nữa nghe chưa? Trời, em có bồ đẹp trai vậy mà không nói cho chị ba biết. Nè, tháng sau nhớ trả đủ cho chị ba nghe. Chị ba về à. Chào nha, sốc lắm rồi nha. Thôi đi, đừng có giả bộ tốt bụng với tôi. Chuyện bữa trước tôi chưa có quên đâu. Thôi mà, mới trả tiền của em đó. Coi như chuyện cũ xí xóa đi. Thì cũng tại em chứ bộ. Bữa đó em cũng làm anh bực bội quá, anh mới làm như vậy chứ bộ. Giờ em muốn gì anh bù đắp hết cho em được không? Ai kêu em làm lũng cực khổ vậy chứ vậy? Dẹp hết giùm anh cái đi. Theo anh đi, cái gì cũng có hết á. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đi đi. Anh nói cho em biết nha, em mà đuổi anh đi, anh mà đổi ý á, là em chỉ có chịu thiệt thôi nha. Đi đi. Đi đi. Em á, trước sau vậy em cũng thuộc về anh nè. Đây, số điện thoại của anh. Số điện thoại của anh nè. Lúc nào cần á, em cứ gọi cho anh. Nha, anh đi nha. Anh đi nha. Đi. Thank you.
có chuyện gì vậy? Cái gì mà mặt mày bí xị vậy hả? Nè, chị là mẹ của nó phải không? Có chuyện gì không? Con của chị á, đánh nhau với đám lưu manh, làm đổ hết trơn xe kem. Mấy trăm bịch kem của tôi đó, bây giờ chị đền cho tôi đi. Có chuyện đó hả Lâm? Tại sao con lại làm như vậy? Không có đâu gì, không phải Lâm làm đâu gì. Đám lưu manh á, bỏ chạy hết rồi. Bây giờ con chị á, phải bồi thường cho tôi. Không bồi thường hả? Tôi kêu công an tới đó. Có thiệt là con làm không? Mẹ, mẹ có tiền thì bồi thường cho người ta đi. Trời ơi, Lâm ơi, tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao con kỳ cục vậy hả? Đừng có đánh Lâm. Bây giờ con dám giao dù với đám lưu manh nữa hả Lâm? Bây giờ tao đào đâu ra tiền để mà tao trả cho người ta đây? Không mà dì ơi, không phải Lâm làm đâu, dì đừng đánh Lâm mà. Mày tránh ra. Bây giờ mày muốn tao chết mày mới vừa lòng với ông Lâm. Thôi, chị đánh nó như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì chị đền tiền cho tôi đi. Chị muốn bao nhiêu tiền? Xe kem của tôi đổ nát hết rồi, hàng trăm bịch kem rớt ra ngoài. Bây giờ chị đền cho tôi 1 triệu đi. Chị nói cái gì? 1 triệu hả? 1 triệu đúng. Nếu không á, tôi đưa lên công an đó. Có nhiều người làm chứng lắm, nó không có chạy tội được đâu. Cái xe kem của chị đáng giá bao nhiêu mà chị lấy người ta 1 triệu bạc? Giờ chị không chịu đền á thì tôi đưa lên công an thôi. Ờ cô nè, cô ơi, cô bớt cho cô Hà chút đỉnh đi ha. Cô cũng khổ lắm rồi, lấy đâu ra mà đền cho cô bây giờ. Bớt đi ha. Thôi được, tôi lấy 900 ngàn thôi. Bây giờ thì tôi chưa có tiền đâu. Mai mốt tôi có tiền rồi tôi trả. Làm sao tôi tin chị được? Bây giờ chị lấy tiền đền liền cho tôi đi. Bây giờ chị có chém tôi chết thì tôi cũng không có cách nào để tôi đưa cho chị đâu. Tôi đã nói ngày mai tôi trả là tôi trả. Ờ, không ấy ngày mai quay lại đây đi. Chứ bây giờ sao sợ không có kịp ha. Thông cảm đi mà. Nói ngày mai á là mai phải có à nha. Nấu hồng á, không có yên với tôi đâu á. Ờ, cảm ơn cô nha. Hai đứa đi về đi. Mẹ. Tao kêu đi về thì đi về đi. Đi về, đi về, đi đi. Đi đi. Tính sao đây? Em chạy ra đây một chút. Chị ngó đồ giùm em. Ờ, thôi đi đi, để chị coi giùm cho. Cho tôi gọi điện chứ. Ờ. Alo, ai vậy? Tôi là Hà đây. Anh đang ở đâu vậy? Chà, không ngờ em gọi cho anh lẹ dữ vậy đó hả? Nhớ anh rồi phải không? Tôi cần tiền. Thôi, tiền mà ai mà không cần hả em? Nói đi, giờ em cần bao nhiêu? Em cũng biết á, lúc nào anh cũng chơi đẹp với em mà đúng không? 1 triệu. Anh đưa tôi liền được không? Trời ơi, em tưởng là em cao giá lắm đó hả? Tôi cần 1 triệu, đổi lại là tôi sẽ làm theo ý của anh. Ok ok, em cũng biết là anh lúc nào cũng chiều theo ý của em mà đúng không? Em nói là em phải giữ lời nha. Em cũng biết là anh thích em mà. Anh cũng muốn lâu dài với em chứ bộ, đúng không? Tôi gặp anh ở đâu? Khách sạn nha. Tôi biết rồi. Tính tiền đi. 2 ngàn. Cảm ơn. Lỡ gì không có tiền sao anh Lâm? Em đừng lo, không sao đâu. Công an có bắt anh đi không? Không có đâu. Em không muốn anh bị bắt đi đâu. Anh đã nói là không sao mà. Em nấu cơm xong á thì ở nhà nha. Anh đi đâu? Dì nói ở nhà mà. Anh đi một chút rồi về. Em ở nhà, đừng có đi đâu đó. Anh về liền nha. Ở nhà một mình em sợ lắm. Ừ, anh biết rồi.
em tuyệt vời quá. Anh thưởng cho em nè, em cầm đi. Thật lòng mà nói á, anh không muốn xem chút nào hết. Mai mình gặp nhau nha. Mai không được. Em hứa vậy em quên rồi sao? Tôi nhớ, nhưng ngày mai tôi bận rồi. Bữa sau gặp. Nếu ngày mai em bận á, thì ngày mốt gặp. Anh nói trước em nha, em mà gạt anh đi với thằng nào á, em chết với anh đó nha. Anh an tâm đi, tôi đã nói là tôi giữ lời. Đi về đi. Thôi, để đưa em về nha. Tôi đã nói là không cần, tôi tự về một mình được. Sao vậy? Em này, em còn gì mắc cỡ nữa. Vì anh đã đưa em lên thiên đường rồi, anh chở em về nhà một chút có sao đâu nè. Con đi đâu vậy? Tôi mới là người còn hỏi bà đó. Bà đang làm trò gì vậy? Làm thôi con đi về đi. Wow, con trai cưng của em lớn chừng này rồi đó hả? Anh nhớ hồi xưa nó nhỏ có chút xíu à. Nè con, con nhớ chú không? Tôi không quen ông. Biến đi. Anh về trước đi. Thôi anh về trước nha. Em nhớ đúng hẹn đó. Tôi biết rồi. Có phải bà ngủ với hắn chỉ vì tiền đúng không? Mày im đi. Tao làm cái gì thì kệ tao. Mày đi về đi. Tôi tự lo được, không cần bà phải lo cho tôi đâu. Bà hãy dẹp cái trò này đi. Mày lo được cái gì hả? Tao cấm mày làm bậy nghe chưa. Còn bà làm bậy thì không sao đúng không? Tao làm cái gì cũng có lý do của tao. Mày nhớ đó, mày mà làm bậy tao dặn hỏng.